Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thay mặt cho cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra sẽ phát biểu với Quốc hội. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí chủ trì phiên họp. Thưa các vị đại biểu Quốc hội. Trước hết xin thay mặt cho Bộ Quốc phòng, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, tôi trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội. Bộ Quốc phòng chúng tôi xin tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội, tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh dự thảo luật để thống nhất đồng bộ với hệ thống pháp luật, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Tôi xin báo cáo làm rõ thêm một số nội dung sau. Báo cáo với Quốc hội 24 trang 34 điều của 6 chương của luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng khu quân sự thì trước tiên là nếu mà để giải thích từ ngữ thì rất nhiều. Bởi vì ví dụ thế nào là loại 1 cũng lại phải giải thích, thế nào là loại 2 cũng phải giải thích, thế nào là loại 3 cũng phải giải thích. Thế nào là công trình này, thế nào là công trình kia đều phải cần có cái sự giải thích. Nếu mà như thế thì chương 2 sẽ dài hơn tất cả và nó bao hàm rất nhiều. Cho nên là chúng tôi bố cục như thế. Thế còn tôi xin tiếp thu ý kiến tối đa của các đại biểu chúng tôi về nghiên cứu để bố cục làm sao cho nó khoa học hơn, dễ hiểu hơn và cũng dễ vận dụng trong thực tế hơn. Tôi xin báo cáo với các đồng chí là về phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự. Việc phân loại, phân nhóm trong dự thảo luật được nghiên cứu, kế thừa quy định tại Nghị định của Chính phủ, Nghị định số 04, ngày 16 tháng 1 năm 95, ban hành quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng loại, nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác quản lý, bảo vệ, theo quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công, tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Tài sản công gồm tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng và tài sản phục vụ công tác quản lý thống nhất với phạm vi điều chỉnh của cái luật này. Ở đây thì báo cáo các đồng chí vừa phát biểu, các đại biểu vừa phát biểu vào về cái việc mà công trình lưỡng dụng. Thì tôi cũng xin đề nghị như thế này. Ngoài cái việc mà chúng ta quy định công trình lưỡng dụng ở trong này, thì công trình không lưỡng dụng có nghĩa là chương trình công trình dân sự thì khi chiến tranh xảy ra có được quy định vào đây không, thì chúng tôi nghĩ là sẽ áp dụng cái luật trưng dụng, trưng mua thì để phục vụ cho chiến tranh. Chứ nếu ta quy định vào đây nữa thì luật kia nó lại thu hút cái vào đây. Cho nên là chúng tôi có suy nghĩ như vậy, bởi vì chúng ta có cái luật trưng mua, trưng dụng rồi. Và cái này thì trong các cuộc diễn tập và đặc biệt là trong chiến tranh thì chúng ta cũng đã áp dụng cái điều này. Tất nhiên lúc đó thì luật chưa hoàn chỉnh, đến bây giờ thì chúng ta đã có hoàn chỉnh rồi. Báo cáo với các đồng chí như vậy. Việc phân loại, phân nhóm trong dự thảo luật có ý nghĩa rất quan trọng, làm cơ sở xác định phạm vi yêu cầu nội dung quản lý, bảo vệ và chế độ, biện pháp quản lý bảo vệ phù hợp với từng loại nhóm, làm cơ sở để xây dựng chế độ chính sách cho các đối tượng liên quan. Do tính chất đa dạng của công trình quốc phòng và khu quân sự, cũng như yêu cầu quản lý, bảo vệ, việc phân loại, phân nhóm như dự thảo luật là phù hợp, thống nhất với phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật và không trái với quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Công trình quốc phòng và khu quân sự được phân loại theo chức năng, nhiệm vụ, mục đích sử dụng gồm 4 loại. Loại A, phục vụ nhiệm vụ tác chiến, phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc. Loại B, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập của lực lượng quân đội và dân quân tự vệ. Loại C, phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, cất trữ, sửa chữa, tiêu hủy vũ khí trang bị của quân đội và các sản phẩm quốc phòng. Loại D, phục vụ sinh hoạt, học tập và làm việc thường xuyên của quân đội. Công trình quốc phòng và khu quân sự được phân nhóm theo tính chất quan trọng, yêu cầu quản lý bảo vệ gồm nhóm đặc biệt, nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. Dự thảo luật giao Chính phủ quy định chi tiết danh mục loại nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự để bảo đảm phù hợp với tính đặc thù, đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của luật. Cái này thì Chính phủ đã quy định rất là nhiều cái nội dung này. Thì báo cáo với các đồng chí cũng có những cái là chúng ta phải mọi người đều biết để hiểu, để bảo vệ nó. Nhưng cũng có những cái thì
nó quy định từng đối tượng để chúng ta hiểu cái việc đó làm gì. Cái này thì mong các đại biểu Quốc hội ủng hộ chúng tôi cái nội dung này. Quy định như trên vừa cụ thể khoa học, vừa dễ hiểu, dễ thực hiện. Thứ hai, về xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Đây là một trong những nội dung cơ bản rất quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Xác định phạm vi bảo vệ chính là xác định cụ thể từng thành phần phạm vi bảo vệ gồm khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn nếu có, vành đai an toàn kho đạn dược, hành lang kỹ thuật, hệ thống anten quân sự. Phạm vi bảo vệ được xác định dựa trên một số cơ sở sau. Một là căn cứ vào đặc điểm nhiệm vụ của từng loại công trình quốc phòng và khu quân sự đảm nhiệm như tác chiến phòng thủ bảo vệ tổ quốc, huấn luyện, diễn tập của lực lượng quân đội và dân quân tự vệ, phục vụ nghiên cứu thử nghiệm, sản xuất, cất trữ, sửa chữa, tiêu hủy vũ khí, trang bị của quân đội để xác định phạm vi bảo vệ. Thứ hai là tùy theo mức độ quan trọng và yêu cầu quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự được quản lý bảo vệ theo các mức độ khác nhau theo từng nhóm để xác định phạm vi bảo vệ cho phù hợp. Ở đây thì báo cáo với các đồng chí là lúc nãy các đồng chí đại biểu cũng có ý kiến về cái chiều cao các cái nội dung ấy, rộng dài xa rồi kể cả bảo vệ anten ấy. Thì anten nếu mà tính như thế thì nhiều cấp anten lắm. Chúng tôi xác định cái tổ hợp anten thôi. Cái loại tổ hợp anten thì sẽ có cái văn bản cụ thể để quy định loại anten. Chứ nếu mà anten của huyện đội mà anten của tỉnh đội mà cũng quy định vào đây thì hết chỗ mất. Báo cáo với các đồng chí như thế. Nó có những khu vực anten để có tính chỉ huy, mang tính vùng miền. Chứ còn nếu mà anten cấp nhỏ nhỏ như thế thì báo cáo với các đại biểu không thể quy định được. Thế cái này chúng tôi sẽ có hướng dẫn, Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định mà chúng tôi đang thực hiện. Thứ ba là tùy theo đặc điểm, điều kiện địa hình và đặc điểm dân cư, nơi có công trình quốc phòng và khu quân sự để xác định phạm vi bảo vệ tương ứng của công trình quốc phòng và khu quân sự. Cái này báo cáo các ông chí nguyên cái chỗ xác định khu vực bảo vệ thì cũng tùy từng loại mục tiêu bảo vệ. Tôi nói ví dụ như kho, có loại kho cấp này chỉ cần bảo vệ cự ly này là bảo đảm an toàn. Nhưng loại kho khác thì phải có cự ly xa hơn và có cả các cái khối chống nổ lây, các cái ụ chắn chống nổ lây thì mới bảo đảm an toàn. Thế còn hôm nay thì cũng xin Quốc hội là tôi cũng không xin nói rõ thêm cái chỗ này. Phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự được xác định cụ thể trên cơ sở kết hợp chặt chẽ ba yếu tố trên. Dự thảo luật quy định các tiêu chí nguyên tắc cơ bản, quy định giới hạn tối đa phạm vi bảo vệ của từng loại nhóm làm cơ sở để chính phủ quy định cụ thể, đồng thời để xác định những quy định liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân, bảo đảm bí mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Báo cáo các đồng chí chúng tôi cũng quy định đến 5.000, ví dụ như chẳng hạn như thế. Còn nếu vượt lên trên nữa mà tới chúng ta có bắn vệ tinh chăng nữa thì chúng ta cũng phải mua cái vòng quay quỹ đạo ở trên trời. Chứ không phải anh nào có bắn lên cũng được đâu, báo cáo kia. Nó chia cho chúng ta cái khoảng này là được thu tiền máy bay bay qua. Y cao quy định thế. Chúng ta có phía Hồ Chí Minh. Nếu mà bay sang phía Singapore thì Singapore thu tiền. Bay phía Việt Nam là Việt Nam thu tiền. Báo cáo các anh chúng tôi quản lý chặt chẽ. Hàng ngày có hàng nghìn chuyến bay của các nước trên thế giới bay qua, chúng ta được tiền cái này. Bộ Giao thông Vận tải là người hưởng lợi cái này, báo cáo với các đồng chí như vậy. Thế thì nó rõ ràng như thế để chúng ta thấy rằng không phải chúng ta cứ quy định lên một hàng trăm cây cũng được, không được đâu. Báo cáo các ông như thế. Còn có quy định của quốc tế hẳn hoi. Mà ta muốn bắn quả vệ tinh lên chúng ta cũng phải mua cái quỹ đạo bay của quả vệ tinh này. Thì báo cáo các ông như không phải ta cứ thích thì ta cứ cho lên tận biến trời mây là không được đâu. Báo cáo với các ông như thế. Việc xác định phạm vi khu vực bảo vệ được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu tính toán từ các yếu tố có thể tác động đến an toàn của công trình quốc phòng và khu quân sự, như khả năng sát thương, tầm bắn hiệu quả của một số loại vũ khí cá nhân, các loại phương tiện trinh sát thông thường. Do đó, nội dung quy định về phạm vi khu vực bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự tại dự thảo luật là có cơ sở và phù hợp. Chứ còn báo cáo các ông chí, chứ nếu vệ tinh bây giờ thì nó soi hết tất cả mọi nơi, mình không cấm được, báo cáo các ông chí thế.
chỉ có cái cách nào mình, thời cơ nào để mình sử dụng lực lượng của mình, thời cơ nào để mình có cái cách để đối phó thôi, chứ còn không cấm được. Họ nhìn được hết, báo cáo các đồng chí thế. Các đồng chí đi ô tô cũng sử dụng Google Maps, các đồng chí đi hết, đến nhà số ai, địa chỉ, đến tận nơi ngay lập tức. Cái này không giấu được, báo cáo các đồng chí thế. Nhưng mà cái cách là cái nghệ thuật của mình thế nào thôi, thì báo cáo với các đồng chí như vậy. Còn lại các nội dung khác thì tôi xin không trao đổi thêm ở đây, để chúng tôi sẽ có cái tiếp thu vào trong các cái văn bản cụ thể. Còn báo cáo với các đồng chí là ngoài những nội dung báo cáo giải trình nêu trên, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, bổ sung và hoàn chỉnh dự thảo luật theo quy định. Tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin hết ạ. Xin cảm ơn đồng chí Bộ trưởng.